Chúc một ngày tốt lành, ngài công tước. Xin ngài nán lại. Tôi có thể thử được không? Đừng để ý tới đó. Nó là Cinderella. Nó trong nhà bếp. Nó mất trí rồi phải. Nó chỉ là một đứa lú lẫn. Thưa bà, lệnh của tôi là mọi thiếu nữ lại đây cô gái. Tiếp tục diễn biến với lọ lem thảo hương trong Handmade series số trước. Như vậy là lọ lem thảo hương cũng sẽ có một cái kết tốt đẹp, giống như câu chuyện lọ lem mà chúng ta vẫn biết. Ở một nơi rất xa, bà Tiên cũng đã nghe tin về lễ cưới mà lọ lem sắp tổ chức. Bà vui mừng khôn xiết. Đặt niềm tin vào giấc mơ, và một ngày nào đó cầu vồng sẽ đến mỉm cười với bạn. Dù khi bạn có đau khổ đến đâu, nếu bạn vẫn giữ những niềm tin, giấc mơ mà bạn ấp ủ sẽ trở thành hiện thực.